xèo bánh xèo bột này sao nó chín á, bị ấy trời chín bị hàng cải xanh của bánh xèo bắp cải. Cái bọt mình nó chiên nó bị ấy rồi, nó bị cuộn riêng gì vậy. Ăn bánh xèo là ăn bốc không, bốc phốt. Thèm quá, thèm cái xanh cái bánh xèo quá. Ngon mà tại mình ghét ăn bánh nóng. Ăn này tới bánh xèo luôn. Hàng cuốn nè, phải bàn hình chỉ có ăn bánh xèo thôi. Thơm nó nồng thơm một phố luôn. Yêu à? Ừ. Ok, yêu có gì?